Lần này mình sẽ thử cho các bạn trên là hai nồi cơm điện. Thì công suất nó tầm khoảng 1600W, thành ra là muốn đảm bảo hệ suất nó tốt nhất thì ở đây cái bình đầu tiên các bạn xem là mình để 48V 100 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển xuống thành hệ 24V 200A thì đảm bảo được cái dòng xả rất là mạnh, đảm bảo cho kích này chạy ở mức ngưỡng 1600W rất là bền luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghép nối lại cho cái hệ này chuyển thành hệ 24. Các bạn đang xem trên ảnh là một bộ kích 24V nhá, 2000 VA, hàng này hàng của Suder. Thì hôm nay mình sẽ cho bạn xem một cái bài test nhanh cái kích này. Nhiều anh em có hỏi cái kích này chạy thì sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ test cái kích 2000 VA này với bộ bình ắc quy lithium nhá. Ở đây mình đang ghép bình là bình 24V 100A. Đây. Cái bình này là bình 48V 100 của ông anh thì chuẩn bị gửi về chiều nay, thì sáng nay là mình test luôn cho các bạn xem là mình sẽ test là 24V 100. Còn hai bình này để ngoài chưa sử dụng đến. Đấy hai bình gọi nhá. Đấy đang đầy điện luôn, thì mình sẽ lắp cùng với cái kích 2000 này chạy thử qua áp 50 test cho bạn xem. Nói chung cái kích này thôi tuyệt vời luôn. Hôm nay thì test để test công suất thì như yêu cầu nhiều anh em hay cào phím ấy, là nhiều anh em thích test ở máy chạy nối cơm điện. Thì mình sẽ cho bạn xem là thử bộ này chạy nối cơm điện luôn. Hôm trước là cái bộ kích 1500 thì chạy một cái nồi cơm điện nó tầm khoảng 800W, thì nhiều ông kêu là chạy được hai nồi cơm không thì phải nói nhiều thằng cha nó cào phím nó nói chuyện buồn cười đó các bạn ạ. Chạy một cái đòi hai cái. Tiền thì vẫn muốn ít các bạn ạ. Đấy, thì chiếc này thì mình sẽ test là trên một nồi cơm điện và trên một máy sấy tóc để test thử xem. Ở đây sẽ lắp một bộ đo nhá. Bộ này là giúp đo công suất. Đấy, đồng công tơ V2 mình gắn về đo. Cái kích 2000 này chạy thì muốn bền thì yêu cầu các bạn là phải lắp và tiếp mát cho mình. Đây có chân tiếp mát này. Cố gắng tiếp mát cho mình thật chặt vào nhá, thì chạy sẽ bền, nó xả tĩnh điện đi. Rất là bền. Bình 100 thường thì với bình 100 này xả tối đa là khoảng 1500W quay đầu thôi thì nó sẽ bền nhất. Đấy các bạn nhé. Từ 24V 100A thì xả mức 1500W quay đầu thì sẽ bền. Còn các bạn dùng bền nhất là xả 1000W quay đầu. Đấy, bật thử cho bạn xem nhé. Đấy, các bạn nhìn công suất qua cái màn hình báo này. Nó đã báo là 617W nhé, 616W. Đấy. Test cái này thì nó không không trực quan lắm, nhiều anh em xem nó không đã mắt thì mình sẽ test ở trên nồi cơm điện nhìn đun nấu thực tế luôn là đã mắt nhất. Mà thực tế lần này mình sẽ thử cho các bạn trên là hai nồi cơm điện, thì công suất nó tầm khoảng 1600W, thành ra là muốn đảm bảo hệ suất nó tốt nhất thì ở đây cái bình đầu tiên các bạn xem là mình để 48V 100 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển xuống thành hệ 24V 200A thì đảm bảo được cái dòng xả rất là mạnh, đảm bảo cho kích này chạy ở mức ngưỡng 1600W rất là bền luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành ghép nối lại cho cái hệ này chuyển thành hệ 24V 100A nhé. Đây đầu tiên ta sẽ cho hai cái bình này sang xuống dưới nhé. Các bạn nhìn hai cái bình này. Đấy, xếp xuống dưới. Đấy xong rồi đấy. Rồi cái bình này thế xong dưới. Rồi xếp sát vào không sợ không đủ dây đâu. Rồi. Đấy bây giờ ta sẽ cho dây đỏ nối vào đỏ nhá. Đen nối đen nhá. Đỏ đỏ đen nối đen. Đấy. Quay ngược lại dễ vặn hơn. Đấy, dễ hơn. Đấy, đỏ đi đỏ, đen đi đen. Ở đây là cách lắp để các bạn lắp thành hệ 24V song song nhá. Tức là nối bình, tức là hệ bình này là nó như bình ắc quy ấy. Các bạn nối nâng cấp lên hoặc là muốn làm gì đều được, rất là dễ luôn. Đấy rồi, đỏ đi đỏ, đen đi đen. Siêu dễ và đơn giản, tức là các bạn có thể nâng cấp hệ thoải mái luôn. Lắp đi, còn dây đen nữa. Đấy, tiếp tục. Cẩn thận đừng chạm đấy. Đấy, sang bên này. Đấy, các bạn sẽ nối như này nhé. Tức là đây là đang là nối hệ song song với nhau. Nối song song. Bên kia cũng như vậy. Đấy. Ừ, ý nhân 5 hôm nữa. Đấy, bình quay đắp song song như này các bạn nhé. Đấy, song song sẽ như thế này. Chuẩn chưa? Nhưng mà dây bị ngược mất rồi. Đây là cọc đỏ, phải thông màu đỏ nhá. Vặn ngược lại rồi. Xong rồi ta sẽ đến phần lắp bộ cân bằng rồi nhá. Đây, cân bằng các bạn sẽ lắp này. Cân bằng đây sẽ có 3 dây này, lắp rất là dễ luôn này. Đấy. Các bạn nhìn cái bình nhá, bên này sẽ là đen này, dây đen đúng không? Thì sẽ là đầu âm của 24V. Đấy, các bạn sẽ lắp theo sơ đồ này, đây lắp một chút. Đây, dây đen này sẽ vào bên này. Đấy. Dây đen lắp vào đấy.
đen sẽ là màu đen của 24 nhá, các bạn nhìn trên sơ đồ nhìn ra luôn này. Đấy, đen 24. Dây trắng sẽ là giữa nhá, dây trắng giữa của bình 1, bình 2 thì nó sẽ vào cái khoảng này. Thì bạn lắp bên nào cũng được. Đấy, lắp vào hai cái này, còng nào cũng được. Đấy. Còn đây là dây dây đỏ đúng không? Dây đỏ này sẽ là dây của dương của 24 sẽ nằm bên này. Lắp vào bên này. Siêu đơn giản và dễ rồi, các bạn lắp cực kỳ đơn giản luôn. Xong. Bây giờ đến phần cấp cấp điện nhá. Đây là hệ 24V 230. Đây, dây đỏ này sẽ lắp vào đây. Đây là đầu đỏ ra 24, còn đứa kia đầu trừ ra 24. Lắp bộ này vào thì thôi, dùng mỹ mãn cuộc đời luôn mà. Dùng bộ này tuyệt vời luôn. Chưa thấy cái nào mà nó lại khỏe như cái này luôn. Bây giờ mình sẽ test xả 1600 cho bạn luôn nhé. Trên bộ này 24V 230. Siêu khỏe luôn. À, tất cả các rắc nối đều phải kẹp chặt cho mình nhá, đảm bảo an toàn. Xong rồi đấy, đơn giản chưa? Siêu đơn giản luôn. Siết chặt ốc. Tất cả hệ này đều cần phải siết chặt ốc để đảm bảo hệ thống chạy an toàn tối đa. Xong rồi bây giờ ta sẽ vào cấp điện hệ thống để chạy nhá. Mình bắt đầu bật điện cho bạn xem này. Rồi bây giờ ta bắt đầu tiến hành test nhá. Sau phần nâng cấp từ hệ 248 chuyển thành 24V 200A thì bật cho bạn xem bộ này chạy thôi rồi. Chưa thấy cái nào khỏe như cái này luôn. Ấy là tắt cái chờ tí. Bấm nút tắt á. À, cái bộ này bao giờ thế, khi các bạn lắp ấy thì các bạn cần phải là tắt điện ở bộ kích trước. Bật cái hệ thống lên đã bắt đầu mới được cấp điện vào thì chạy sẽ an toàn hơn. Đấy, bạn thấy chưa? Khác hoàn toàn luôn. Và để tránh cái điều nó khởi động kiểu khó khăn này thì thường là ta sẽ lắp thêm một bộ bảo vệ nữa. Thì buổi sau sẽ hướng dẫn bộ bảo vệ, hôm nay là bộ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cho test cho bạn xem ạ. Đấy. Bật nhá, cấp điện nhá. Màn hình lên nhá. 222V này, bây giờ ta sẽ cắm thử tải trước này. Cho bạn là tải chiếc lồ cơm điện đi nhá. Lồ cơm nhá. Đấy, hôm nay để cho các anh em nào cào phím xem luôn. Là cái nồi cơm này công suất nó tầm khoảng 730W, mình sẽ cho nó chạy hai nồi. Bây giờ lên nhà kiếm tiếp cái nồi này nữa. Cho chạy thử luôn. Giã hai nồi chạy sẽ trực quan luôn. Rồi nhá, các bạn nhìn đồng hồ báo nhá. Công suất nó đang báo là 831W nhá. 831W luôn. Và như anh em bảo bộ này chạy xì khói luôn. Con này 2000 VA thì chạy được khoảng 1500W là ok. Đấy, chạy mắc tải luôn. Chạy này khỏe lắm rồi đấy. Nếu mà các cái bình ắc quy mà nếu anh em mà dùng bình ắc quy nước ấy hoặc bình ắc quy kem kín khí thì đảm bảo không xả được nhảy luôn. Dòng xả nó quá cao. Ở đây mình sẽ test cho các bạn trên hai cái nồi cơm điện nhá. Đấy, các bạn xem mới là chạy một nồi đúng không? Thì cái nồi này công suất khoảng 650W, các bạn nhìn trên màn ảnh nhận ra luôn này. Nồi Tiger. À nồi Cuckoo, quên là Tiger. Đang thổi cơm luôn nhá. Hôm nay quay thổi cơm cho bạn xem luôn. Cắm điện thử luôn này. Không thử trên máy sấy tóc á. Máy sấy tóc này thử nó không trực quan lắm. Nhiều anh em xem nó không đã. À, với cái dòng kích 2000 này thì chạy được hai nồi cơm. Còn dòng kích 1000 thì khuyến cáo chạy một nồi cơm thôi. Chạy một nồi cơm thì công suất nó tầm khoảng 800W rồi là rất là khỏe rồi. Thì chạy thế ổn định hơn nhiều. Buổi sau thì sẽ giới thiệu các bạn đến một cái thiết bị này để các bạn hãm công suất luôn. Đây nhá, 159W này, bật này, đun này, các bạn nhìn này. Ok nhá. Cũng 800W luôn này. Con trâu bò khỏe lắm ạ. Đây là một nồi nhá. 800 đúng không? Thì ở đây dòng xả nó đang là 33A các bạn nhìn này. 33A là từ đầu ra, tôi chết rồi, nếu mà con này lên công suất nữa không được. Lên nữa thì cái bộ ăn không chịu được. Và thử nhá. Đấy. 1 ký 59 luôn nhá. Full công suất luôn đấy. Hai bộ. Xả 71A luôn. 71A này mà bình các cái bình công suất thấp là không chạy được luôn. Đuối không chịu được. Thì con kích này của nó là kích 2000 VA thì bây giờ đang là chạy hết công suất luôn rồi. 2000 thì các bạn chạy tối đa được 2000 thôi mà. Đấy, các bạn nhìn trên đồng hồ báo luôn nhá. Đấy, các bạn nhìn trên màn ảnh luôn này. Trực quan nhá, 1.58 kg. Hai nồi đun. Đấy, một nồi này là đun để test, còn nồi này là đun thổi cơm của nhà dùng luôn. Thì bình thường chả ai cắm hai nồi cơm này đâu các bạn ạ. Kích này nó chạy nó khỏe quá rồi. 2000 VA. Thì các bạn xem. Những cái store. Bây giờ mình sẽ live vào trực tiếp ở trên Face cho bạn xem luôn. 71A nhá. 71.8A. 71 thì thật ra cái ad này 50 nó không chịu đâu, nhưng mà thôi cứ lắp và cho nó test thôi. Đấy, các bạn nhìn bình nó đang sụt rất là ghê luôn này.
nó xả 71A luôn đấy. Thì tức là cái bình này các bạn thổi cơm thì thổi hai cái nồi cơm này chạy cùng một lúc thì chỉ một lúc nữa là hết điện. 71A. Đấy, chọn xem là thổi nồi cơm luôn. Test trực quan các bạn nhìn rõ trên màn ảnh luôn này. Em ghi cái caption đây này. Viết vào đây này, một phần viết đây. Chưa làm bao giờ đúng không? Ừ. Tôi để em tha ra tiếp thu em ghi lại nhá. Ghi vào cái bình luận đấy người ta mới biết. Đấy, cho bạn xem luôn. Ừ. 1.57 kg đang chạy liên tục. 71A này mà bình 24V 100 thì xả chỉ tầm 2 tiếng hết điện. Các bạn thấy nó rất khỏe. 2 đến 3 tiếng đun thì tức là các bạn đun được tầm 6 nồi cơm điện hoặc là 4 nồi là hết hết điện bình. Đấy, bình thường với cái dòng kích mà kích công công hoài kích mà với cái dòng ắc quy thường ấy, thì không thể chạy được với mức này luôn. Xả 71A này chỉ có bục mẹ cọc bình thôi các bạn ạ. Không chống được. Con này là khỏe lắm ấy. Nó mới kéo được cái mức này, chạy hai cái luôn. 24V 200A. Tại bây giờ mình sẽ tắt cái video đi và chuyển sang một video khác cho bạn xem lại toàn bộ quá trình mà nó đun thổi nồi cơm luôn. Quay thực tế luôn cho bạn xem, mình sẽ dùng một máy chuyên dụng khác quay. Đấy. Và sau đó buổi sau thì mình sẽ chia sẻ một cái clip khác về bộ này tiến hành chạy lắp thêm một bộ khống chế công suất để cho anh em mà lắp ở nhà ấy tránh tình trạng bị lỗi, bởi vì anh em dùng cái bộ này này ở nhà khi bật điều hòa nên chạy tít quá là nghẹo thì sẽ lắp thêm một cái bộ để khống chế công suất, tức là bộ này là 1,5 kg đúng không, thì chuyển sang chạy có thể 1 kg luôn. Đây là nước sủi này, này quay sủi nhá, chuẩn chưa, sủi nhá. Còn đây là nồi cơm đun thì nhiều hơn, nó chưa thể chín. Bạn nhìn thực tế luôn. Đấy. Nồi bên này sủi nhá, còn đây nồi cơm. Nồi cơm thì sẽ cho một máy khác cho con GoPro quay. Riêng cái nồi cơm rồi thì nó sẽ trực quan.